Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chia Xe Đạp, và hôm nay sẽ giới thiệu với các bác một chiếc xe đua carbon đến từ thương hiệu của Đức, Sava High Speed. Đây một mẫu xe đua mới nhất về tại GM với trang bị khung carbon và bộ cấu hình cụ chuyển động của 105. Vâng, bây giờ sẽ vào đánh giá chiếc xe. Vâng, chiếc xe có tông màu chủ đạo là màu đen ghi các bác nhé. Và những đường chỉ sơn màu đỏ. Cái mẫu Sava này thì cũng về khá nhiều tại gần em rồi, thường là khung carbon với bộ khung rất là hầm hố, khung mặt to rồi của Sava. Carbon series. Giờ sẽ lướt tổng thể hình thức của chiếc xe. Giờ sẽ xe road bike, xe đua đến từ thương hiệu của Đức. Trang bị dây sườn các bác nhé. Chữ V là biểu tượng của hãng, của dòng Sava. Cọc yên, cọc yên carbon của Sava, và yên cũng nguyên zin của hãng, của hãng Sava luôn các bác nhé. Đồ đều nguyên zin theo xe. Với bộ phanh 3 mảnh của Sava. Em đánh giá chiếc xe này hình thức và đồ đạc các thứ là đều nguyên zin của Sava. Với 11 tầng lít và may ơ bạc đạn phối nổ đều rất là to, 11 tầng lít và phủ đề của Shimano 105. Đùi đĩa của Blue Wheel, đùi đĩa 2 tầng và gạt đĩa của 105 nữa nhé. Chiếc xe này trên khung có ghi size là size 48. Bác em sẽ đi vào đo chiều cao không đúng bằng ngang. Hàng carbon nguyên zin của Sava. Đồ bộ lên xe thì bên trên đây thì phốt ở ghi đông, có thể thấy là tất cả đồ đều nguyên zin của Sava nó nhé. Xe rất của các bác mà đang tìm xe đua cao cấp của hãng Sava thương hiệu Đức. Phanh trước của Sava ấy, để thế xe được trang bị bộ tay lắc cao cấp của 105, được một tốc độ và 2 tốc độ bên đĩa cho xe 22 tốc độ các bác nhé. Xe được giữ nguyên bộ vành cặp của hãng Sava. Và thông số vành và lốp là 700x23C. Máy nguyên zin của hãng thôi nhé, Sava. Và bảng đạn phía bên dưới khung.
bây giờ mình sẽ đi vào đo chiều cao xe đứng của xe. Xe áo xay đứng là 48, ngang là 50, của các bác từ 1m6 đến 1m7 đi vừa. Cái xe này vâng, bây giờ sẽ đi vào đánh giá chuyển động với 11 tầng lip và củ đề của 105 lên lip. Thích phần lip còn rất là mới các bác nhé, may ơi và đạn cuối nổ xuống lip. Trên tay phải một đùi đĩa 2 tầng của Blue gạt đĩa 105 lên đĩa. Vâng, như các bác thấy bánh quay rất là bon. Vâng, em vừa đánh giá trong chiếc xe Sava 2 Speed, một chiếc xe đến từ thương hiệu Đức, khung carbon, càng carbon và bộ chuyển động của 105. Tất cả đồ đều nguyên zin nguyên bản của Sava. Xe được bán tại cửa hàng em với mức giá là 17.900.000. Miễn phí ship toàn quốc và Vinmart trả hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bạn cần nhắn tin Zalo 0975709943 để xem những hình ảnh chi tiết dưới xe. Lên YouTube theo dõi kênh xe đạp và nhấn vào chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa hàng. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.